Rồi. Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh nam châm hoặc là dòng điện. Như vậy thì ngoài cái chuyện đó là nam châm, xung quanh của nam châm có từ trường, thì chúng ta thấy là dòng điện đó cũng có từ trường xung quanh nó, cũng gây ra từ trường xung quanh nó. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ được đi tìm hiểu đó là từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Thì dây dẫn có hình dạng đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là dây dẫn thẳng dài. Trường hợp thứ hai đó là dây dẫn tròn. Và trường hợp thứ ba đó là dây dẫn quấn trên một ống dây. Dây dẫn quấn trên ống dây. Thì đối với trường hợp mà dây dẫn thẳng dài thì em hình dung như thế này, thì có một cái sợi dây rất là dài. Sợi dây này thì cho một cái dòng điện y chạy qua. Thì có một cho dòng điện chạy qua. Dây dẫn này nó rất là dài. Thì chúng ta nhớ rằng đó là trong cái trường hợp này thì khi dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài thì nó sẽ tạo ra xung quanh nó một cái từ trường và nó sẽ có những cái đường sức từ hình thành xung quanh cái sợi dây này. Và đường sức từ này nó sẽ được xác định dựa trên quy tắc đó là quy tắc nắm tay phải. Quy tắc nắm tay phải chúng ta sẽ phát biểu là như sau. Tức là chúng ta sẽ đặt chờ thêm một chút xíu nha. Sao mấy đứa này nó đâu còn kiên tâm thế. À, thì chúng ta sẽ phát biểu quy tắc nắm tay phải như sau. Rồi. Em đặt cái bàn tay phải của em sao cho ngón tay cái của em chỏi ra 90 độ theo chiều của dòng điện. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sợi dây điện của em đây trên hình đây nè, nó đang hướng hướng thẳng lên đúng không? Thì em hãy đặt cái bàn tay phải của em sao cho cái ngón tay cái chỏi ra theo chiều của dòng điện. Thì lúc này ta tưởng tượng ở đây bốn ngón tay còn lại em sẽ gì, em sẽ bo góc của nó, thì em sẽ tưởng tượng em sẽ tạo thành một cái hình tròn không. Thì em thử em đặt cái cây viết vô chính giữa cái bàn tay của em nè, đặt cây viết giống như tưởng tượng đây là cây viết nè, giống như là sợi dây điện. Cây viết giống như sợi dây điện. Thì ngón tay cái của chúng ta chỏi ra 90 độ, đó là theo chiều của gì, theo chiều của dòng điện. Bốn ngón tay còn lại em sẽ cung, tức là em sẽ bo lại, em sẽ bo lại. Thì lúc này em sẽ thấy là gì, nó sẽ hình thành một cái chiều. Và khi mà em bo như vậy em sẽ thấy là gì, chiều của bốn cái ngón tay khi mà em khung lại á, thì em sẽ thấy là gì, nó đang có chiều tự từ bên tay phải sang bên tay trái đúng không? Đó. Như vậy thì cái đường sức mà do cái dòng điện chạy qua cái dây dẫn thẳng dài này nè, nó là những đường tròn đồng tâm. Thứ nhất, đường sức này nó có đặc điểm đó là gì? Đặc điểm của đường sức trong trường hợp này đó là những đường tròn đồng tâm nè. Đó. Đó là đường tròn đồng tâm. Và tâm của nó là nằm trên sợi dây. Tâm nó sẽ thuộc cái gì? Nó sẽ thuộc cái sợi dây. Như vậy thì sẽ vẽ trong không gian các em học rồi đúng không? Thì sẽ vẽ ở đây là một cái đường tròn. Em tưởng tượng ở đây thì có một cái đường tròn nào. Đó, đường tròn nó có tâm nằm trên sợi dây. Cái đường tròn này là nó nằm gì? Cái đường tròn này là nó nằm ở chính, nó bọc xung quanh cái gì, xung quanh cái gì, xung quanh cái sợi dây điện. Tưởng tượng nha, xung quanh cái sợi dây điện.
Rồi. Thì cái chiều của đường sức này nó được xác định theo quy tắc nắm tay phải. Thì em khi mà em đặt cái gì, đặt cái bàn tay phải sao cho ngón tay cái chỏi ra 90 độ, chỏi ra là theo chiều của dòng điện, thì bốn ngón tay còn lại nó khum lại là nó chỉ chiều gì? Chỉ chiều của đường sức. Như vậy chúng ta khum lại, chúng ta thấy đường sức của các em nó hướng như thế này nè, nó hướng từ phải sang trái, tức là nó đi ở bên trong á. Ở đây là cái đường bên trong, còn đây là đường bên ngoài đó. Bên trong nó đi một cái vòng ra bên ngoài nè, có tưởng tượng được không? Vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái đường sức xung quanh nó có rất là nhiều những cái đường tròn. Đó, rất nhiều cái đường tròn đồng tâm. Ở đây được gọi là gì? Cái đường sức của do cái dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài nó gây ra xung quanh nó. Và lúc này cái đường sức này nó cũng sẽ có gì? Nó cũng có một cái gì chiều của đường sức, đó là những đường tròn đồng tâm và tâm thuộc sợi dây. Cái thứ hai là chiều của đường sức, nó sẽ được xác định theo quy tắc nắm tay phải. Theo quy tắc nắm tay phải, hình dung chưa? Quy tắc nắm tay phải phát biểu là gì? Đặt bàn tay phải sao cho ngón tay cái chỏi ra theo chiều của dòng điện. Bốn ngón tay khum lại là chỉ chiều của gì? Chỉ chiều của đường sức. Như vậy chúng ta thấy trên cái hình này, nếu thầy cho em đó là gì? Chiều của dòng điện, đó là chiều từ dưới đi lên. Thì chúng ta đặt ngón tay cái và bốn ngón tay chúng ta khum lại, bo theo cái sợi dây điện, nó ôm sợi dây điện. Thì chúng ta sẽ thấy chiều của đường sức là ở phía bên trong là nó đi từ trái, từ phải qua trái, còn ở bên ngoài nó đi từ từ trái qua phải. Được chưa? Và cái thứ ba đó là, thì nói tới từ trường thì chúng ta phải có gì? Cảm ứng từ B. Rồi. Cảm ứng từ B thì chúng ta nhớ cảm ứng từ B tại một điểm mà chúng ta khảo sát, thì chúng ta sẽ thấy là cảm ứng từ B nó luôn luôn là gì? Nó luôn luôn tiếp tuyến đối với cái đường sức. Tức là nó nằm dọc theo đường sức, nó tiếp tuyến với cái đường sức. Và lúc này cảm ứng từ B nó sẽ có độ lớn theo công thức, đó là thầy sẽ lấy một điểm M bất kỳ. Điểm M này nó sẽ cách cái sợi dây một khoảng, đó là R nhỏ. Thì ngay tại cái M này thì dòng điện nó sẽ gây ra tại M này một cái từ trường và có vectơ cảm ứng từ B. Nó có độ lớn là gì? Nó là bằng 2 nhân 11 trừ 7 nhân Y là Y cho R. Đơn vị là Tesla. Trong đó thì Y đó là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Và cái thứ hai là R là gì? R là khoảng cách từ điểm M cho tới sợi dây dẫn. Nhớ ha, chúng ta sẽ có độ lớn của vectơ cảm ứng từ B nó sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia cho R. Như vậy tại M này thì cảm ứng từ B nó sẽ có chiều như thế nào? Thì chúng ta nhớ là chúng ta cũng áp dụng là quy tắc nắm tay phải. Hồi nãy chúng ta đã xác định được rồi đúng không? Đó là chúng ta đặt cái sợi dây điện nè, chiều của dòng điện hướng lên thì em xóa ngón tay cái là chỏi ra theo chiều của dòng điện. Sau đó bốn ngón tay em khum lại. Như vậy em nhìn nè, cái sợi dây của em như thế này và bốn ngón tay của em đang nằm theo cùng phía với M em đang xét. Như vậy ngón tay của em có phải là gì? Ngay cái M có phải là nó đi gì? Nó đi vô, nó đâm vô thẳng cái gì? Cái ngay điểm M. Như vậy thì cái cảm ứng từ B ở đây nó sẽ được ký hiệu là dấu gì? Dấu cộng. Tức là cảm ứng từ B ở đây nè, nó là dấu cộng. Tức là nó đi vô, nó đi vô. Như vậy cái cảm ứng từ này nè, nó sẽ gì? Nó sẽ vuông góc. Nó sẽ vuông góc với cái gì? Nó sẽ vuông góc đối với cái mặt phẳng mà chứa cái sợi dây điện và cái khoảng cách R này nè, cái đoạn nối này nè. Nó vuông góc, nó đâm thẳng vô. Đó, tưởng tượng chưa? Như vậy chúng ta nhớ là để xác định chiều của đường sức hoặc chiều của cảm ứng từ B cho dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M, thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc nắm tay phải. Cái thứ hai là độ lớn của vectơ cảm ứng từ B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 y chia R, đơn vị là Tesla.
À, chúng ta sẽ làm một số bài bài tập về sử dụng nguyên tắc nắm tay phải để chúng ta làm ha. À, mình thử cái câu số 1 nào, Uyên nào đâu làm được không? Ủa này đi vẫn tròn, xin lỗi. Số 1 chưa học. Số 2 nào. Thử rồi. Uyên có đó không? Rồi. Như vậy em có sợi dây điện đó, có cái dòng điện là hướng lên hoặc hướng xuống. Cái thứ hai, người ta đã cho em cái vector cảm ứng từ B ở trong như cái hình tại một điểm M đó, như ở trong các cái đáp án ABCD. Vậy em thử câu số số A giùm thầy coi. Đặt cái gì? Đặt bàn tay phải. Rồi, tức là ngón trỏ hướng hướng lên. Sau đó cái điểm M nó nằm cùng bên phía cái bốn bốn cái ngón tay của em không? Cùng không? Cùng nè. Nè, đặt cây viết nè, sau đó đặt cái bàn tay vô y như là bàn tay ôm cái cây viết đi. Thấy chưa? Thì chúng ta thấy bốn ngón tay của em nằm bên phía điểm M đúng không? Đó, và bốn ngón tay này nếu em quặt vô thì nó đang đi đi vô hay đi ra? Đi vô như vậy là dấu gì? Dấu cộng. Đi vô là mũi tên bắn ra mà, đúng không? Là mũi mũi tên em bắn ra. Như vậy câu A nó sai. Còn câu B nè, à như vậy câu B chúng ta thấy là gì? Nó quặp vô. Chúng ta thử câu C nha. Câu C là sợi dây điện hướng xuống. Như vậy thầy sẽ để là gì? Cái ngón tay cái của thầy nó sẽ hướng xuống. Sau đó thầy bo cái cây viết nè, thầy bo sợi dây điện nè. Như vậy bốn ngón tay của thầy nó đang nằm bên phía tay gì của sợi của cây viết? Bên phía bên trái đúng không? Đây, có thấy không? Sau đó em bo dùm điểm M của em đang nằm bên tay phải. Như vậy em bo bốn ngón tay về bên tay phải luôn. Như vậy khi em bo bốn ngón tay qua bên tay phải thì bốn ngón tay em có xu hướng gì? Có phải đâm từ bên trong đâm ra không? Nếu nó đâm từ bên trong đâm ra thì ở đây phải là dấu dấu trắng. Hình chưa? Và chúng ta nhớ rằng vector cảm ứng từ B nó phải vuông góc đối với mặt phẳng chứa sợi dây điện và cái điểm M này nè, cái điểm M này nè, nó với sợi dây điện này nè, nó phải đồng phẳng. Nó phải nằm trên cùng mặt phẳng. Thì lúc này em sẽ thấy là vector cảm ứng từ B nó phải vuông góc. Còn ở đây rõ ràng là vector cảm ứng từ B làm sao? Nó đồng phẳng với cái gì? Với sợi dây điện, với điểm M luôn là nó sai nè. Không được đồng phẳng nha. Cái tờ cảm ứng từ B nó phải vuông góc với mặt phẳng chứa cái sợi dây điện. Như vậy, chúng ta chọn câu B. Đang học hình học không gian rồi nha. Mấy cái này là các em coi không gian này nha. Rồi, tiếp. Câu số 3, Vĩnh Lộc. Rồi, thử câu A giùm thầy coi. Sợi dây điện của em đang hướng gì? Nằm ngang phải không? Đang nằm ngang. Và cường độ dòng điện hướng từ từ trái sang phải thì em đạp ngón tay cái theo chiều dòng điện được không? Sau đó em lấy cái lòng bàn tay của em bo cái sợi dây điện này, em ôm cái cây viết. Như vậy em thấy bốn ngón tay của em nằm cùng phía đối với cái điểm mà em khảo sát không? Câu A. Bốn ngón tay ở trên, khi nó ôm sợi dây điện thì nó bốn ngón tay phải nằm trên sợi dây điện không? Rồi. Như vậy em quặt bốn ngón tay vô, nó có xu hướng đi vô đâu? Vô người em phải không? Như vậy giống gì? Trời ơi, bốn ngón tay đi về phía em mà dấu cộng gì? Dấu chấm. Ở đây là đúng đúng không? Nó có yêu cầu em chọn câu câu sai. Rồi thử câu B nào. Đặt sợi dây điện nào, là cái viết. Sau đó đặt cái ngón tay cái dọc theo cái theo chiều của cường độ dòng điện.
Sau đó bốn ngón tay em ôm cái cây viết lại thì em thấy bốn ngón tay của em đang nằm phía trên, còn ở đây điểm M người ta yêu cầu em xét nằm trên hay nằm dưới. Nằm dưới vậy em cảm nhận nha, em tưởng tượng là em bo bốn ngón tay của em đi xuống dưới, như vậy nó có xu hướng là gì? Đi. Bốn ngón tay em bo qua điểm M thì nó sẽ bo thành vòng tròn, có phải là nó đi vô không? Đi vô phải là dấu. Dấu cộng, câu này sai. Tiếp nha, đối với câu C nè. Đây, sợi dây điện. Đặt cái ngón bàn tay phải sao cho ngón tay cái theo chiều dòng điện. Nhưng mà ở đây có cần đặt không? Cái này nó vuông góc với sợi dây điện và dưới nó nằm trong mặt phẳng chứa sợi dây điện với em bò luôn. Cái này là gì đọc phẳng lên? Ủa sao? Khoan khoan chờ coi chuyện gì xảy ra đây. Yêu cầu chọn câu sai. Câu này sai. Câu này là người ta yêu cầu là câu này dòng điện, câu này sai luôn nha, câu này không đúng. Thử câu D nè. Câu D là sợi dây điện đang đi đâu? Sợi dây điện nó đang đi về phía phía ta, như vậy để cái cây viết hướng về phía ta. Sau đó em sẽ đặt cái gì? Em sẽ đặt cái ngón tay bàn tay phải sao cho ngón tay cái hướng về phía ta, đúng không? Như vậy bốn ngón tay cái của em, bốn ngón tay ở trên á, nó cùng với nằm về phía M, nằm cùng phía với bốn ngón tay không? Nè, ngón tay, bốn ngón tay nằm trên sợi dây nè. Như vậy điểm M nó cũng nằm trên sợi dây đúng không? Phía trên. Vậy thì em thấy bốn ngón tay của em quặp qua phải không? Quặp qua cùng chiều không? Như hình không? Đấy. Ngón tay quặp nè. Thì câu này cũng đúng đúng không? Câu này không thể nào nó vuông góc đây, còn thằng này tại sao đây là dấu dấu chấm nhỉ? Câu này phải là dấu cộng mới đúng. Câu này thì thấy có vấn đề nha mấy em. Này có vấn đề chỗ này hay câu này. Để thì kiểm tra câu số 4 nữa cái coi. Câu này có vấn đề. Rồi câu số 4 nè. Nó yêu cầu mình chọn câu gì xác định đúng nha. Chọn câu đúng. Rồi chúng ta có sợi dây điện. Nó đặt nằm nằm xiên đúng không? Rồi đặt sợi dây điện nằm xiên nào. Sau đó em lấy cái bàn tay phải em dùng ngón cái tay cái chỉ theo chiều của dòng điện là hướng hướng lên. Sau đó em lấy cái lòng bàn tay của em ôm cái cây viết lại. Như vậy khi em ôm cái cây viết thì bốn ngón tay của em nó đang nằm trên cây viết, mà ở trong đây em thấy cái điểm M nó đang nằm dưới cái sợi dây điện, tức là nằm dưới cây viết. Vậy em hãy dùng bốn ngón tay em bo tròn nó lại để tạo thành vòng tròn. Thì khi em bo tròn lại thì cái bốn ngón tay khi mà nó quặp vô tới cái điểm M thì em thấy bốn ngón tay của em có xu hướng đi vô trong. Đúng không? Mà đi vô trong thì ở đây sẽ là dấu cộng. Được chưa? Em hỏi cái coi nãy giờ có biết Hạ Vi có dùng quy tắc bàn tay phải nắm tay phải được không nhỉ? Nãy giờ có làm được không? Có thử không? Hả? Thử được không? Phải hiểu nha. Rồi, nhìn tiếp nào, đạt được không? Rồi, nhìn nè, câu B nè. Câu B bây giờ sợi dây nó đang nằm nghiêng vậy đúng không? Và nó cái cường độ của dòng điện của em là nó đang đi cái gì? Đi xuống nè. À, đi xuống nè đúng không? Cường độ điện. Như vậy thì đặt cái gì? Cái bút dây nè. Sau đó ngón tay cái của thầy nè. Đi theo chiều của dòng điện. Như vậy thì lấy cái bàn tay của thầy ôm cái cây viết này lại. Đúng chưa? Như vậy em thấy là thầy ôm cây viết này lại thì bốn ngón tay của thầy nằm phía trên cây viết. Thì thầy thấy ở đây điểm M cũng đang nằm phía trên cây viết nè. Ok nha. Như vậy thì quặp lại, thầy quặp bốn ngón tay lại. Thì rõ ràng khi thầy quặp bốn ngón tay lại thì cái phần ở trên này có phải là đâm vô không? À, nó đâm vô. Mà đâm vô là dấu dấu cộng. Ok ha. Tiếp tục. Ta thấy thằng này đồng phẳng với sợi dây điện là thấy trật lớp rồi. Những gì mà đồng phẳng không bao giờ nó đồng phẳng được, nó phải vuông góc với mặt phẳng chứa y và cái điểm M. Còn cái này là gì? B y này nó đồng phẳng
là nhìn vẽ vậy là biết nằm trong một mặt phẳng là sai. Cái này cũng vậy, nhìn vẽ kiểu này là y với b là nằm trong một mặt phẳng là sai. Đúng chưa? Đấy, tưởng tượng là nó phải vuông góc đối với mặt phẳng chứa cái điểm M và cái sợi dây điện. Như vậy nó chỉ rơi vào hai cái trường hợp A hoặc B thôi. Còn cái này đập phẳng là thấy sai rồi đó. Nhớ ha, học hình học không gian rồi đúng không? Đó. Đây là đồng phẳng. Đó. Đồng phẳng có nghĩa là gì? Là ta có một mặt phẳng là giống như mặt bàn vậy đó. Là trên đây là gì? À, có sợi dây điện cảm ứng từ B nó cũng nằm trên mặt bàn luôn. Có nghĩa là nó đồng phẳng. Đó. Có nghĩa là nó đồng phẳng. Là sai nhé. Rồi. Tiếp nha. Thì nhờ một bạn làm nào. Câu số 5 nào. Đạt nào. Câu A nào. Em đặt cây bút sao đặt sợi dây điện. Sợi dây điện đang có xu hướng là đi về phía xuống đâu mà xuống. Đi về phía. À, sợi dây điện nó nằm vuông góc với ta và cường độ dòng điện đi về phía mình. Như vậy đặt cái bàn tay phải sao cho ngón tay trái hướng về phía mình. Rồi, sau đó em lấy cái lòng bàn tay em ôm cái cây viết lại. Em ôm cây viết lại. Như vậy khi em ôm cây viết lại như thế này thì nó đi qua điểm M, nó có xu hướng đi xuống. Người ta yêu cầu em chọn câu sai. Vậy câu này không chọn đúng không? Tại vì nó đúng đúng không? Nè, nhìn thấy rất là rõ trong trường hợp này là B vuông góc với mặt phẳng chứa cái sợi dây điện và điểm M nè em. Đây là mặt phẳng chứa sợi dây điện với điểm M nè, nó vuông góc nè, nên nó không đồng phẳng. Đấy chưa? Rồi, chúng ta thử cái câu B nha. Câu B thì sợi dây điện cũng nằm vuông góc với ta, nhưng mà cường độ dòng điện hướng đi đâu? Hướng ra xa ta đúng không? Hướng ra xa ta, vậy đưa ngón tay cái vậy. Và sau đó em xòe bàn tay ra, em ôm cái cây viết này lại. Đó, em ôm cái cây viết này lại. À, nó hướng, để coi. Nó hướng vuông góc nè. Sau đó là chúng ta sẽ có là cường độ dòng điện nó sẽ hướng đi ra xa ta. Hướng đi ra xa ta vậy, sau đó em ôm vậy. Thì khi em ôm như vậy thì cái bốn ngón tay của em nó đang hướng ở đâu? Nó đang nằm bên tay trái phải không? Nhưng mà điểm M nó nằm bên đâu của cái cây viết? Bên phải. Vậy em bo bốn ngón tay lại qua điểm M, nó sẽ có xu hướng đi, bốn ngón tay đi xuống vậy đúng không? Cái này đúng luôn đúng không? Rồi. Tiếp theo trường hợp câu C. Câu C sợi dây điện cũng vuông góc với ta và cường độ dòng điện đi xa ta. Như vậy vậy ôm lại. Khi em ôm lại thì bây giờ là gì? Em ôm sợi dây điện vậy. Như vậy thì cái điểm M nó đang nằm dưới sợi dây điện, nó nằm dưới phía này nè. Vậy em hãy tưởng tượng em bo bốn ngón tay, tưởng tượng em vòng bốn ngón tay cho tới xuống dưới luôn. Vậy khi nó qua điểm M nó hướng thì sao? Hướng qua trái hay qua phải? Từ phải qua trái đúng không? Em ôm lại, em ôm bo bốn ngón tay, em tưởng tượng em làm thành một cái vòng tròn luôn tới điểm M thì có thể là cái chiều gì? Cái chiều nó đi ngược qua đây nè, cái B nó hướng qua đây đúng không? Rồi. Câu D thử nha. Cường độ dòng điện sợi dây cũng đang vuông góc với ta và cường độ dòng điện nó đang dạy gì? Nó đang đi về phía ta. Như vậy ngón tay cái chỉ về phía ta. Sau đó chúng ta sẽ ôm cái cây viết này lại, lấy cái lòng bàn tay ôm nó lại. Vậy thì lúc này em sẽ thấy là bốn ngón tay cái của em, bốn ngón tay của em nó nằm phía trên cây viết và nó sẽ điểm M nó cũng nằm phía trên luôn. Vậy em thấy là bốn ngón tay em khung lại là phải tự gì? Từ phải sang trái không? À đúng không? Cái này cũng đúng. Vậy chọn câu. Đây gọi là quy tắc nắm tay phải để xác định là gì? Chiều của đường xước hoặc là chiều của cảm ứng từ. Còn quy tắc bàn tay trái là để xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện. À, mà đoạn dây dẫn đó nó đặt trong một cái trừ tượng, từ trường. Rồi, tiếp tục nha. Câu số 6 nào, quý nào. Câu A là sợi dây điện nó như thế nào? Đúng rồi. Mình đã nói rồi, người ta ở đây người ta yêu cầu là xác định câu đúng nha. Như vậy em nhớ là gì? Cái vector cảm ứng từ B nó luôn như thế nào đối với cái đoạn
nối giữa cái điểm M đối với sợi dây điện. Đây, em thấy sao nó luôn như sao? Luôn vuông góc. Vậy em thấy cái này có vuông không? Không. Thằng này có vuông không? Không. Cái này rõ ràng nha, chứ đừng nói không gian ở đây, thằng này không có vuông, chỉ có hai thằng này đúng không? Thử coi đúng không? Cô C đúng không? Sợi dây điện đang hướng về, đang chỉa, đang vuông góc với ta và cường độ dòng điện đi xa ta. Như vậy, em sẽ lấy cái bàn tay em ôm cái cây viết lại. Vậy thì khi em bo qua, như vậy thì bốn ngón tay của em đi qua điểm M có xu hướng đi gì? Đi xuống, tức là đi vuông góc với cái sợi dây này nè, là nó qua đây nè, chứ không phải qua đây. Rồi, chúng ta kiểm chứng câu D nha. Câu D thì chúng ta cũng là gì? Dòng điện, sợi dây dẫn vuông góc với ta, cường độ dòng điện hướng về phía ta, vậy đặt cái ngón tay cái chỉ về phía ta, bốn ngón tay ôm cây viết lại, lòng bàn tay ôm cây viết là bốn ngón tay khum lại, đúng không? Bốn ngón tay khum lại đúng chiều không? Đúng, chọn câu D. Nhớ nha em, thứ nhất là vector cảm ứng từ B tại một điểm M nó luôn, thứ nhất nó không được đồng phẳng đối với cái mặt phẳng chứa sợi dây điện và điểm M. Cái thứ hai là nó phải vuông góc với cái đoạn thẳng nối từ điểm M đến sợi dây điện. Nhớ cái đó để mà chúng ta làm bài thi nha. À, vuông góc nè. Ôi trời sao to. Đó. Đó nha. Như vậy là chúng ta sẽ hình dung là chúng hồi nãy giờ là chúng ta xác định gì? Xác định vector cảm ứng từ B do dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài vô hạn gây ra tại một điểm M. Và chúng ta nhớ công thức là độ lớn của cảm ứng từ B trong trường hợp này đã bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y chia cho R, đơn vị là Tesla. Với R là gì? R đó là khoảng cách từ điểm M cho tới sợi dây điện. Hay khoảng cách từ điểm M tới sợi dây điện là R. Khoảng cách từ điểm M tới sợi dây điện là R. Rồi, nhớ này ha. Tiếp. Chúng ta sẽ đi xác định là gì? Đó là cảm ứng từ, hoặc là đừng xứng từ nha, cảm ứng từ do dây dẫn, do dòng điện chạy qua dây dẫn trào chạy qua dây dẫn trào. Để chúng ta tưởng tượng, chúng ta hồi nãy cái sợi dây của chúng ta là một sợi dây thẳng dài. Bây giờ thầy sẽ uốn nó thành một cái vòng tròn. Sợi dây này thì sẽ uốn thành cái vòng tròn. Rồi. Sau đó, cái sợi dây này nè, thầy sẽ nối vào một cái nguồn điện nào đó để thầy nạp cho nó có dòng điện chạy vô. Đó. Cho nó có dòng điện chạy vô, chạy ra. Như vậy thầy sẽ có một cái dòng điện chạy đi nè. Đó. Dòng điện chạy vô. Rồi, dòng điện chạy ra. Để chúng ta tưởng tượng ở chỗ này là để xác định cái cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn tròn gây ra. Dây dẫn tròn gây ra tại đâu? Gây ra, chạy qua dây dẫn tròn gây ra tại tâm của vòng tròn. Ghi ra tại tâm của vòng tròn. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ sử, để xác định thì em sẽ sử dụng quy tắc nắm tay phải. Này, nếu như hồi nãy chúng ta có dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài thì ngón tay cái của chúng ta chổi ra để chỉ theo chiều của dòng điện và bốn ngón tay của chúng ta khum lại thì cho chúng ta biết chiều của cảm ứng từ từ B gây ra tại một điểm M. Thì trong trường hợp đó là dòng điện chạy qua dây dẫn tròn thì em cũng dùng quy tắc nắm tay phải nhưng phát biểu ngược lại, đó là em hãy đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay của em nó khum lại theo chiều dòng điện. Thì không có ghi nha,
Đối với trường hợp này em hãy đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay của em khi mà khum lại nó theo chiều của dòng điện. Lúc đó ngón tay cái chỏi ra 90 độ, nó sẽ chỉ chiều của cảm ứng từ B. Như vậy lúc này chúng ta thấy bốn ngón tay chúng ta bo theo cái gì chiều dòng điện. Đây bo nè, bo tròn nè. Đó. Thì ngón tay cái lúc này nó chỉ về phía ta, tức là nó vuông góc đối với cái vòng dây này và nó hướng về phía ta. Như vậy cảm ứng từ B gây ra tại tâm của vòng dây là ở chỗ này. Nó đang có dấu gì? Dấu chấm. Đúng không? Thử đi. Nè. Bốn ngón tay khum lại theo chiều của dòng điện thì ngón tay cái chỏi ra 90 độ thì sẽ chỉ chiều của cảm ứng từ B. Như vậy cái ngón tay cái đang hướng về phía ta nè. Đó là dấu dấu chấm. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có là độ lớn của cảm ứng từ. Như vậy thì chúng ta nhớ là khi sử dụng quy tắc nắm tay phải á, thì em sẽ xác định chiều của cảm ứng từ B và cái cảm ứng từ B này nè luôn vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Luôn vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đó, tưởng tượng giống như mặt phẳng vòng dây ở đây là cái quyển tập nè. À, đây là cái vòng dây nè, mặt phẳng vòng dây là quyển tập nè. Thì cảm ứng từ B nó sẽ gì vuông góc, tức là nó đâm thẳng như này. Đó, nó là vuông góc, đúng không? Thì chúng ta nhìn trực diện. Thì cảm ứng từ B này luôn góc với mặt phẳng vòng dây và nó có độ lớn được tính theo công thức đó là gì? Đó là B nó sẽ bằng là 2 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân y chia cho r. Đây, với r là bán kính của vòng dây và nhân cho gì? Nhân cho n. Đơn vị là Tesla. Trong đó chúng ta sẽ có là gì? Y là cường độ dòng điện chạy qua cái vòng dây, đơn vị là ampere. R là bán kính của vòng dây. Đơn vị là gì? Đơn vị là mét. Và cái N là gì? N là số vòng dây. Ví dụ người ta cho em 10 vòng dây. Nó ghép sát với nhau thì 10 vòng dây em sẽ nhân N là số 10. Và là xong. Đây là cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn tròn gây ra tại tâm của vòng tròn. Gây ra tại tâm của vòng tròn. Rồi chưa? Rồi. Các em sẽ đi xác định giùm thầy cái chỗ này. Đó là câu số 1. Thì chúng ta nhận diện ở đây chúng ta sẽ thấy đây là gì? Đây là dòng điện. À, đề hỏi là gì vậy? Câu số 1 này hả? Cái câu số 1 này là dây dẫn thẳng mà. Biểu hướng cảm ứng từ dòng điện dây dẫn thẳng dài vô hạn. À, câu số 1 nè. Uyên, câu số 1 chọn nào? Đây là trường hợp gì vậy em? Là dòng điện chạy qua gì? Chạy qua dây dẫn gì? Dây dẫn thẳng. Đúng không? Dây dẫn thẳng. Như vậy dùng quy tắc nắm tay phải là gì? Là ngón tay cái à, cái dòng điện ở đây nó cái sợi dây nó đang hướng sao? Vuông góc với ta phải không? Rồi. À, ông có bởi vậy nó y chang nè. Ở cái đề thì smart. Thôi làm khác đi. Thôi làm câu 7 nè. Này là dạng ngày và dây dẫn gì đây? À, thấy y chạy trên vòng tròn không? Dây dẫn tròn nha. Như vậy em sẽ dùng gì? Người ta sẽ yêu cầu em chọn là câu sai nha. Vậy câu A đúng hay sai? Đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay khum lại theo chiều của cường độ dòng điện y đúng không? Vậy nè, vòng tròn nè, à, khum nè. Đúng không? Ngón tay cái chỏi ra gì? Chỉ chiều của cảm ứng từ B. Vậy đúng đúng không? Nè, hướng lên nè. À, vòng tròn nè.
À, nha, đặt cái viết nè, bo lại. Câu B. À, câu B em làm như nào? Bốn ngón tay em bo theo cái chiều y C7, ngón tay cái chỏ ra xuống dưới nè, đúng nè. Rồi, câu C, cái chiều của cường độ dòng điện người ta đang vẽ này là chạy ở trong hay ở ngoài? Ở trong nha, tưởng tượng đây là một cái vòng nó chạy trong, vậy em đặt cái tay sao? Đúng không? Bên trong nè. Đúng chưa? Rồi, vậy hướng xuống đúng không? Đúng. Tưởng tượng nha, mấy em học không gian rồi, cái này là y chạy bên ngoài vòng ngoài, cái này y chạy trên vòng trong nè. Đó. Như vậy câu D trật lắc đúng không? Câu D nè, bo bo vòng trong thì cái cảm ứng từ B nó phải hướng xuống. Vậy chọn câu sai là câu D. Rồi. Tiếp tục nha, làm một hai câu nữa thôi. Nhiều lắm. Hạ vi nào. Rồi, người ta yêu cầu em chọn là câu câu này câu đúng hay câu sai. Hình vẽ sao, hình vẽ nào đúng ha. Rồi, câu A đúng hay sai? Cái y này nó đang chạy vòng ngoài hay vòng trong? Nếu mà vòng ngoài đi vậy thì vòng trong nó hướng hướng qua phải không? Rồi, đặt bằng tay phải. Vậy thì bốn ngón tay bo bo vô không? Vậy ngón tay cái chỏi lên đây đi xuống là rồi, câu B nó chạy vòng ngoài, nếu mà đi qua vòng trong là nó đi đi dày đúng không? Rồi, vậy thì hướng lên hướng xuống ngón tay cái. Rồi, câu này cũng sai. Câu C tưởng tượng là em y đang chạy trên vòng ngoài hay vòng trong? Vòng ngoài. Nhìn coi cái cảm ứng từ MB người ta cắt cái đường ở trong nè, có nghĩa cái đường này đang nằm ngoài, cái nó đang cắt phải không? Đây, cái đường màu đỏ nó đang cắt, có nghĩa là cái đường này nè là đường ngoài, cái vòng ngoài cái vòng này là vòng trong. Học hình học không gian rồi. Như vậy thì nếu mà thầy chạy bo qua vòng trong thì nó phải đi dài vậy đúng không? À, hướng vô trong. Vậy ngón tay cái giờ lên hay xuống? Xuống này sai nè. Tiếp. Bên đây, thằng này chạy vòng ngoài hay vòng trong? Y y chạy vòng ngoài hay vòng trong đây, nhìn thấy cái đường này cắt không? À, cắt, vậy cái này là đang chạy vòng vòng ngoài. Tại vì cái đường màu đỏ nè, cái đường màu đỏ nè thấy không? Nó đang cắt cái sợi dây thấy chưa? À, khoan, 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 tưởng tượng, cái chờ chờ. Đúng rồi, cái đường này là vòng vòng trong, đường này là vòng ngoài. Rồi, như vậy chúng ta gì? Vậy thì khi nó chạy vô vòng trong thì cái này nè vòng ngoài bo vô vòng trong phải là gì không? Vậy vòng trong, vậy vòng trong phải đi gì không? Đây bo, vậy ngón tay cái hướng lên hay hướng xuống? Lên, chọn câu D. Mấy em chịu khó hình hình không gian nha, mấy bài này liên quan tới hình không gian đó, muốn biết nó nằm hay nằm trong, nhìn cái cách người ta vẽ đây nè, là cái sợi dây ở bên dưới nè, cái độ màu đỏ nó đang đè chồng lên cái đường này nè, đúng không? Nên có nghĩa là cái sợi dây này, cái phía cái bề này nè màu xanh này nó nằm ở phía bên trong. Rồi. Câu nữa nè, này Khánh Văn nó nghĩ à, Khánh Văn này nó không rồi. À, lọc nào câu 9. Rồi, cái y này đang chạy vòng ngoài hay vòng trong? Vòng ngoài, vậy đi vô vòng trong phải đi từ trên xuống không? Vậy ngón tay cái chỏ qua bên tay trái. Đúng không? Yêu cầu chọn câu gì? Trong cái hình. Đúng vậy, câu này sai. Rồi, câu B nào. Y đang chạy vòng trong hay vòng ngoài? Vòng ngoài phải không? Vòng ngoài, vậy đi vô trong cũng phải bật lên từ trên xuống không? Vậy ngón tay cái chỏi ra, đúng không? Rất hợp lý đúng không? Cái B người ta dễ dấu mũi tên từ bên đây đi qua, câu này hợp lý. Thử câu C coi. Y đang chạy vòng trong hay vòng ngoài?
vòng ngoài đúng không? Vậy phải để bàn tay ngược lại không? Đây, vòng ngoài. À, hoặc về phía ta đúng không? Bộ. Vậy ngón tay cái trở qua bên tay phải, ở đây nó qua bên tay trái trật ha. Rồi câu cuối, y đang chạy vòng trong hay vòng ngoài? Đây, nhìn ở đây, đường này cắt nè. Vậy đây là vòng ngoài phải không? Vòng ngoài vậy có thể bật ngón tay lại về phía ta không? Nè, theo chiều bốn ngón tay, theo chiều cường độ dòng điện là theo chiều phía ta nè. Ngón tay cái phải trở ra bên tay tay phải, ở đây qua tay trái chọc luôn nè. Đó, em sẽ chọc công việc. Rồi, tạm thời biết gì được rồi ha. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Như vậy hồi nãy giờ là em biết là xác định cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài. Cái thứ hai là em biết xác định cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn tròn gây ra ở tâm của cái vòng tròn. Và thứ ba, em sẽ xác định cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn quấn trên ống dây. Do dòng điện chạy qua dây dẫn quấn trên ống dây. À, như vậy thì chúng ta tưởng tượng chúng ta có một cái ống dây như thế này. Ống dây hình trụ tròn. À, cái ống dây này nó có chiều dài là L. Nó cái chiều dài là L lớn. Rồi. Và nó có cái đường kính là D. Đường kính của mặt cắt á. Đó là D. Lúc này em lấy một cái sợi dây điện. Sợi dây điện có chiều dài là em giờ là sợi dây điện có chiều dài em là em sẽ quấn tròn bo lên trên cái ống này, thầy sẽ quấn nè, thầy quấn đó, em cứ quấn xung quanh đó, chấm chấm là nó đi mặt trong đó nha. Ừ. Đó mình quấn lại giống như chia dây quấn dây thun vậy thôi. Rồi ở đây đi ra, vậy lúc này thì dẫn cái dòng điện đi vào ở chiều này thì đi vô và nó đi qua đây sợi dây là đi ra đúng không? Đó mình lấy cái sợi dây mình quấn 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 này. Ê thì lúc này em quấn em sẽ tưởng tượng là dòng điện đi nè, đi 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 vô trong mới đi, đi ra ngoài là đi lên đi vô trong đi xuống qua ngoài đi đi lên, như vậy dòng điện của em đi vậy nè. Dạ. Đó. Ừ, cái đường này phải là bước vi mới đúng nè. Hồi giờ mà xóa cái đoạn này là xóa. Ok. Cái đoạn này là chấm 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 là lên đây, chấm 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 đi xuống. Như vậy lúc này yêu cầu em là hãy đi xác định chiều của cảm ứng từ B. Thì chúng ta nhớ là cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn mà quấn trên một cái ống dây thì nó sẽ gây ra xung quanh nó sẽ gây ra trong lòng ống qua dây là một từ trường đều. Nó không giống như trong cái trường hợp là dòng điện chạy qua cái dây dẫn thẳng, nó sẽ tạo ra những cái đường xích từ xung quanh cái sợi dây điện đó là những đường tròn đồng tâm. Đúng không? Những đường tròn đồng tâm. Còn trong cái trường hợp đó là cái dòng điện chạy qua cái sợi dây điện mà quấn trên cái ống dây á
thì nó sẽ gây ra trong lòng ống dây này một từ trường, đó là từ trường đều, nó giống y chang 500 luôn, bút kề nó giống y chang 500 luôn, đó là những đường thẳng song song cách đều nhau, nó giống 500 luôn. Nó sẽ tạo ra trong đây là những cái gì, những từ trường đều, đó là những cái đường song song cách đều nhau. Và lúc này đây là cái trường hợp đó gì, nó y chang 500 luôn, nó cũng vào nam và ra bắc. Vậy thì lúc này em hãy xác định chiều của cảm ứng từ B, em cũng dùng quy tắc đó là quy tắc nắm tay phải. Để xác định cảm ứng từ thì nhớ chỉ chỗ dùng quy tắc nắm tay phải. Đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay khum lại theo chiều của dòng điện. Như vậy chúng ta thấy dòng điện của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy là chiều của dòng điện sẽ được xác định là chiều từ cổ tay cho tới ngón tay. Thì chúng ta thấy là cái mặt ở bên ngoài nè là dòng điện nó đang đi từ dưới lên, đúng không? Nhìn thấy rất là rõ. Như vậy chúng ta đặt cái lòng bàn tay của chúng ta cái y chang khớp với cái hình ảnh của cái sợi dây quấn trên cái ống dây nè, thì chúng ta sẽ thấy là cái chiều đặt làm sao chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện ở mặt ngoài. Nhận vậy đúng chưa? Thì lúc này ngón tay cái chổi ra 90 độ sự chiều của cảm ứng từ B. Như vậy cảm ứng từ B ở đây nó sẽ hướng sang trái. Nhìn cho kỹ nha. Đặt bàn tay phải đây. Sau đó hãy điều chỉnh làm sao chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều cường độ dòng điện chạy trong cái mặt ngoài. Như vậy ở mặt ngoài cường độ dòng điện đang hướng từ dưới đi lên. Như vậy ta đặt lòng bàn tay như vậy là đúng rồi. Thì lúc đó ngón tay cái chỏ ra 90 độ sẽ cho em biết chiều của cảm ứng từ B. Được chưa? Như vậy lúc này người ta sẽ hỏi em, đó là trong cái ống dây này cảm ứng từ B có chiều như thế đó, cực nào là cực bắc, cực nào là cực nam. Vậy thì đây là trường hợp giống y chang cái 500. Chúng ta thấy là cảm ứng từ đối với 500 á, thì chiều của đường sức là vào nam và ra bắc. Thì bên cái đầu này em thấy cảm ứng từ đi ra không? Vậy đây là cực bắc. B đang đi ra nè. Thì đây là cực bắc và đây là cực nam. Đấy nha, dùng quy tắc nắm tay phải, đặt bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều cường độ dòng điện chạy trên mặt ngoài, ngón tay cái chỏ ra 90 độ chỉ chiều của cảm ứng từ B. Và lúc này cảm ứng từ B được có độ lớn được tính theo công thức B bằng 4 pi 10 mũ trừ 7 nhân I nhân N nhỏ, đơn vị là Tesla. Trong đó I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn quấn trên cái ống dây này, và N được gọi là gì? N được gọi là số vòng dây trên 1 mét dài của ống dây, tức là nó chỉ tính số vòng dây trên 1 mét mà thôi. Như vậy nếu thầy gọi n lớn là tổng số vòng dây quấn trên cái ống dây, gọi n lớn là số vòng dây quấn trên ống dây, đó là tổng số vòng dây quấn trên ống dây có chiều dài, ống dây có chiều dài n lớn, đúng không? Như vậy lúc này n nhỏ nó sẽ được tính theo công thức là n nhỏ, mình thấy là gì, nguyên cái chiều dài n này nó có tổng là n lớn vòng dây. Vậy thì người ta chỉ biết đó là trên 1 mét thì nó có bao nhiêu, thì em chỉ cần lấy là gì, tổng số vòng dây chia cho chiều dài thì nó sẽ ra được số vòng dây trên 1 mét. Sẽ ra số vòng dây trên 1 mét mà thôi. Được chưa? Với N là tổng số vòng dây quấn trên cái ống dây có chiều dài L lớn. Vậy thì lúc này em sẽ có số vòng dây quấn trên 1 mét, còn ống dây nó sẽ bằng N lớn chia cho L. Vậy chúng ta tóm tắt một chút xíu, đó là chúng ta sẽ có 3 trường hợp.
đó là dòng điện qua dây dẫn thẳng dài hay là dòng điện qua dây dẫn tròn. Bên đây là dòng điện qua dây dẫn quấn trên ống dây, qua dây dẫn quấn trên ống dây. Trường hợp là dây dòng điện chạy qua cái dây dẫn thẳng dài thì chúng ta có là gì, cảm ứng từ V, đó là cái gì, đường xuất từ do cái dòng điện này gây ra, xung quanh nó là những đường tròn đồng tâm, đó là những đường tròn đồng tâm đó, đường tròn ở đây em tưởng tượng là cái mặt dòng tròn nó nằm vậy, em lấy cái cây viết em đằng thẳng xuống cái mặt bàn nè, mình vẽ này nè, tưởng tượng ha. Như vậy ở chỗ này thầy sẽ giảng dạy cho em dễ tưởng tượng nè. Ở đây mình đâm thẳng xuống, rồi ở đây là chấm chấm đó, ở đây là chấm chấm đi đó. Đó, sợi dây điện nó đặt xuống đó. Thì chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng quy tắc nắm tay phải, đúng không? Giả dụ ở đây giờ dòng điện hướng lên, điện ở đây hướng lên, thì cái chiều của đường xuất là như thế này nè. À, và lúc này thì xét một cái điểm M bất kỳ, thì M này cách cái đường, cái sợi dây là một khoảng R nhỏ, thì lúc này cảm ứng từ V của chúng ta nó sẽ bằng là 2 nhân 1 trừ 7 nhân cho Y chia cho R cách là. Rồi. Trường hợp đó là dòng điện chạy qua dây dẫn tròn, đó là thì có một cái vòng vòng dây, thì lúc này chúng ta sẽ có dẫn cái dòng điện đi vào cái dòng dây này, giả dụ theo chiều này, thì lúc này dòng điện nó sẽ gây ra ở tâm nó một cảm ứng từ B, cũng dùng quy tắc nắm tay phải, thì chúng ta sẽ thấy là gì, ngón tay cái của chúng ta nó sẽ vuông góc, chổi ra vuông góc đối với mặt phẳng chứa cái dòng dây, và nó hướng về phía phía ta. Như vậy ở đây là dấu chấm như vậy, và cảm ứng từ B nó được xác định theo công thức, đó là B bằng 2B nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y chia cho R là bán kính của vòng dây, nhân cho N là số vòng dây, đơn vị là tesla. Còn dòng điện qua dây dẫn quấn trên ống dây thì chúng ta cũng sử dụng quy tắc nắm tay phải, và cảm ứng từ B nó sẽ được xác định theo công thức là bằng 4B 10 mũ trừ 7 nhân cho gì, nhân cho Y nhân cho N nhỏ, với N nhỏ là số vòng dây trên 1 mét dài của ống dây. Như vậy N nhỏ nó sẽ bằng tổng số vòng dây chia cho nguyên cái chiều dài của ống dây, đó là vòng trên mét. Đó, đây là toàn bộ kiến thức của các em. Rồi nha. Chúng ta giải các bài tập trong sách giáo khoa của các em nào. Nguyên lý trọng chất bữa sau chúng ta học. Rồi. Quý nào. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Như vậy chúng ta phải xác định, chúng ta có 3 trường hợp đúng không? Chúng ta có 3 trường hợp. Như vậy trong cái trường hợp đó là dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài, thì cảm ứng từ được xác định theo công thức là V
Y trên R. Như vậy cảm ứng từ B nó phụ thuộc vào cái gì? Vào khoảng cách giữa điểm M và gì? Và sợi dây dây dẫn, đúng không? Cảm ứng từ B phụ thuộc vào độ lớn của cường độ dòng điện và phụ thuộc vào khoảng cách từ điểm M tới dây dẫn. Rồi. Trong trường hợp nếu mà cái em nó có dòng điện chạy qua cái dây dẫn tròn thì B bằng gì? À. Như vậy thì cảm ứng từ B trong trường hợp này phụ thuộc vào gì? Cường độ dòng điện Y phụ thuộc vào bán kính của vòng dây và số vòng vòng dây. Chưa? Và trường hợp cuối cùng thì các em cũng viết ra như vậy, quấn trên một cái ống dây thì bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho N nhân cho Y. Với N là bằng tổng số vòng dây quấn trên sợi dây dây quấn trên ống dây chia cho chiều dài của ống dây. Thì chúng ta viết ra chúng ta sẽ thấy nó phụ thuộc vào đại lượng nào thì chúng ta nói. Rồi, câu số 2 nha. Câu số 2 bạn Đạt nào. Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài đây, thẳng dài thay đổi như thế nào khi điểm ấy dịch chuyển, tức là có một cái điểm M. Cảm ứng từ B tại M này nó thay đổi như thế nào khi em dịch chuyển cái điểm M này song song với sợi dây? Đạt. Tức là cho cái điểm M này nó chạy dọc song song với sợi dây nào. Đạt rồi. À. Cảm ứng từ B nó sẽ thay đổi như thế nào khi em cho cái điểm M này chạy song song với cái sợi dây điện bên đây nè. Khi em chạy song song vậy cái gì, có gì thay đổi không? Cái gì thay đổi? Khi chạy song song thì khoảng cách R này có đổi không? Y có đổi không? Chỉ cảm ứng từ B không đổi, chạy song song mà cái điểm M này nó chạy song song trên một cái đường thẳng song song với sợi dây điện thì khoảng cách đâu có đổi. Như vậy biểu thức cái này nè, nó giúp em kết luận là gì? Nó là cảm ứng từ B không đổi. Câu B, Hạ Vi. Cảm ứng từ B nó sẽ thay đổi như thế nào khi cái điểm M này nó dịch chuyển vuông góc với sợi dây? Như vậy vậy điểm M dịch chuyển vuông góc với sợi dây có nghĩa là ra hoặc vào, đúng không? Vậy khi nó vào thì chuyện gì xảy ra, nó lại gần sợi dây thì chuyện gì xảy ra? R R tăng hay giảm? Trời ơi, càng lại gần sợi dây, R là khoảng cách từ điểm M tới sợi dây, mà càng lại gần sợi dây R tăng. Rồi em càng đi về gần nhà em sao mà khoảng cách từ em chứ tới cái nhà em nó càng tăng được. Hình dung không? Điểm M nó đang lại gần cái sợi dây mà R là khoảng cách từ điểm M tới sợi dây. Như vậy nếu M nó dịch chuyển lại gần sợi dây thì R giảm thì B tăng hay giảm? Nằm ở đâu? R nằm đâu? R nằm dưới. Dưới mẫu, vậy nó nằm ở dưới mẫu, vậy R càng giảm thì cái thương số này càng càng tăng, đúng không? Nó nằm ở dưới mẫu thì cái con ở dưới mẫu càng nhỏ thì thương số nó càng càng lớn. Như vậy thì nếu điểm M dịch chuyển lại gần sợi dây thì R giảm và B tăng. Vậy nếu mà nó dịch chuyển vuông góc đi ra xa thì cái gì em? Cái gì giảm? R R tăng, nó nằm ở dưới mẫu, vậy R tăng thì thương số này giảm, vậy B giảm, vậy thôi. Chờ. Câu C nào Lộc. Nó dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây. Như vậy thì xung quanh dây này có nhiều đường sức từ không? Đó là những đường gì em? Xung quanh sợi dây điện thẳng dài có dòng điện chạy qua, vậy đường sức từ là những đường gì? Đường tròn gì? Đồng tâm, đúng không?
Như vậy nó nói là một điểm M chạy trên một đường sức thôi, nó chạy xung quanh. Khi nó chạy xung quanh một đường sức thì cái gì đổi hay không đổi? Khi nó chạy xung quanh một cái đường tròn thì cái gì không đổi? Khoảng cách từ điểm M cho tới dây dẫn nó có đổi không? Tại vì nó chạy trên đường tròn, nên mà đường tròn thì tất cả các điểm nằm trên đường tròn cách đều cái sợi dây, đúng không? Vậy lúc này cảm ứng từ không đổi, em hiểu chưa? Phải dựa trên cái công thức này mà biện luận nè. Rồi. Số 3. Quyền. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn. Vậy B bằng gì? Như vậy nó nói câu A nào, tỷ lệ với cường độ dòng điện đúng không? Đúng. Câu B tỷ lệ với chiều dài đường tròn. Tỷ lệ với bán kính chứ không phải chiều dài nha. Câu C tỷ lệ với diện tích đường tròn. Tỷ lệ nghịch với diện tích đường tròn. Này. Số 4. Số 4 nào, quý nào? Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ là gì? Hãy chọn câu đúng. Bảy à, nó tỷ lệ nghịch ra ông. Chiều dài của ống dây tỷ lệ nghịch ra nha. Này không có đúng. Hồi nãy nói rồi là bằng cái gì? Tổng số vòng dây là bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân gì? Nhân y nhân cho n đúng không? Với n là gì? Số vòng dây trên 1 mét chiều dài. Đó, bằng n nhỏ bằng n lớn chia cho n mà. Đó là gì? Đó là đường sức gì? Cảm ứng từ ở trong lòng ống dây đó là gì? Từ trường gì? Đó là từ trường. Đều. Thầy đã nói rồi, nó giống y chang cái 500 vậy đó. Khi dòng điện chạy qua dây dẫn quấn trên ống dây thì nó sẽ gây ra trong lòng ống dây một từ trường, và đó là từ trường đều. Từ trường đều là gì? Đó là những đường sức song song cách đều với nhau, và nó giống như 500, đó là cảm ứng từ B nó xác định chiều theo cái quy tắc đó là nắm tay phải. Thì nếu mà cảm ứng từ B hướng đi ra thì chúng ta quy định cái đầu ở cảm ứng từ B đi ra đó là cực Bắc, còn cái đầu mà cảm ứng từ B đi vào được gọi là cực Nam. Rồi, câu số 5 nha. Số 5 lọc nè, lấy máy tính ra bấm nè. So sánh cảm ứng từ B trong lọc hai ống dây có cái thông số như sau. Rồi, bấm. Y chang vậy luôn nè. Coi thằng nào. Ống 1 gọi là B1. Các em bấm đi. Ống 2 gọi là B2 nè. Bấm coi thằng nào lớn hơn. Coi thằng 1 B1 bằng mấy. Ở đây có nè, 4pi 10 mũ trừ 7 y có rồi nè, n là 5.000 vòng dài 2 mét, tức là đây là n nè, chiều dài l là 2 mét. Đừng có bấm số pi nha. Đừng có bấm cái số pi để đặt viết lại thôi, bấm lẻ quá à. Có pi không? 5 pi 10 mũ trừ 3 hả? Tesla. Rồi con dưới. Đây là y là 2 n 10.000 dài 1,5. Ơi. À 5,33. Ôi trời, vậy là em cũng phải bấm cái con ở trên khoảng 5 phẩy ra bao nhiêu? Hay là 5,33 nhân 14 trừ 3 2 nhân 14 mấy? Cách là thôi vậy tự so sánh nha. Cái này bấm đúng hay sai thì em biết có công thức rồi đó.
Rồi tự so sánh đi. Ở so sánh có đáp án đó. Rồi. Câu số 6 nha. Hai dòng điện đồng phẳng, tức là đồng phẳng là gì? Đồng phẳng có nghĩa là nó cùng nằm trong một mặt phẳng. Hai dòng điện cùng nằm trong một mặt phẳng. Cắt qua đi. Dạ. Rồi. Hai dòng điện đồng phẳng, dòng thứ nhất thẳng dài, vẽ dòng thứ nhất thẳng dài ra. Đây, dòng thứ nhất thẳng dài, tưởng tượng đồng phẳng nè, là lấy cái mặt bảng, cái mặt máy tính để làm việc luôn. Dòng thứ nhất thẳng dài có cường độ dòng điện cái gì vậy? Rồi ôi, nghĩ sao giờ du học không nội ơi. Người ta học hết bài rồi nó du học kìa. Ủa, có vụ đó nữa hả? Trời ơi, đang dịch bệnh ở dưới Mỹ Lồng gần gần luôn phải không? Rồi, cường độ dòng điện Y nè. Hả? Mình bài 21 đó em, từ trường của dòng điện chạy qua các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Ở nhà đọc sách bài này đi, có gì không hiểu hỏi. Nói chung là bài này rất là quan trọng. Rồi, ở đây người ta nói là chỉ có một cái dòng điện chạy qua một cái dây dẫn thẳng dài, đó là I1. Tiếp tục người ta cho là dòng thứ hai đó là hình tròn tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 và có bán kính R2. Các em học lý các em phải vẽ được hình nha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tưởng tượng ở đây thì có một cái tròn. Đó, cũng có cái dòng điện và cái dòng tròn này nó có bán kính là phải, nó có bán kính nha. Và ở đây chúng ta thấy là khoảng cách từ tâm O2 cho tới dòng điện thứ nhất là 40 sao nha. Đó, là từ cái tâm này nè đến sợi dây điện ở đây nè. Đó, là 40 sao. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là ký hiệu. Ở đây là tâm O2. Ở đây là 20 sao là R2. R1. Nó đâu nói R1. Nó này nguyên cái đoạn từ đây tới đây là 40 sang. Được chưa? Dòng thứ hai đó là I2. Trời ơi, ở đây nó hoàn toàn nó không có cho chiều nha. Nó không có cho chiều I1, I2. Vậy thì bắt buộc các em phải giả sử các trường hợp. Như vậy thì chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi. Tức là một thằng em cố định, thằng Y còn lại em đảo chiều. Một trong hai trường hợp. Như vậy chúng ta sẽ giải bài này là giả sử I1 có chiều như hình vẽ. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp dành cho I2. Đúng không? Chúng ta đã học các cái khả năng xảy ra thì những luận toán học á. Thì trường hợp thứ nhất là giả sử rằng đó là I2 chạy ngược chiều kim đồng hồ. Rồi, ngược chiều kim đồng hồ vậy giả dụ I2 ngược chiều kim đồng hồ. Người ta yêu cầu mình hãy xác định cảm ứng từ tại tâm O2. Như vậy thì tại tâm O2 em sẽ thấy nó sẽ có bao nhiêu cảm ứng từ tại đây viên. Tại tâm O2 có bao nhiêu cảm ứng từ gây ra tại cái điểm tâm O2? Chúng ta thấy tại tâm O2 sẽ có hai cảm ứng từ. Một là cảm ứng từ do ai gây ra tại nó? Do dòng điện I. I2. Cái thứ hai đó là cảm ứng từ do ai gây ra? I. I1. Các em hình dung chưa? Và nhiệm vụ của các em bây giờ phải xác định được chiều của
B1 và B2. Vậy em dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều cảm ứng từ tại tâm O2 do thằng Y2 gây ra giùm thầy đi. Đúng rồi. Rồi, đặt bàn tay phải sao cho bốn ngón tay khum lại theo chiều của dòng điện Y2 đúng không? Ngón tay cái sao? Hướng về đâu? Bảy ạ. Hướng về phía ta. Nhìn kỹ coi ngón tay cái phải đang đâm về phía ta không nè. Đúng rồi. Đúng không? Như vậy thì ở đây em sẽ có là gì? Đó là dấu chấm là B mấy? B2 là dấu chấm. Tiếp tục. Cái Y1 nào? Y1 thì nó sẽ gây ra cảm ứng từ tại O2 và dùng quy tắc nắm tay phải vậy sợi dây điện đúng không? Ngón tay cái hướng hướng lên. Sau đó em ôm lấy cái tay em ôm cái cây viết này. Như vậy thì bốn ngón tay đang nằm bên phía tay trái. Còn cái điểm O2 nằm bên phía tay phải. Như vậy em tưởng tượng em bo bốn ngón tay qua bên O2 như vậy thì cảm ứng từ hướng hướng vô hay hướng ra? Hướng vô đúng không? Đó là dấu cộng. Thì ở đây chúng ta sẽ có là dấu cộng B1. Như vậy ở đây tại một điểm mà nó có nhiều cảm ứng từ gây ra tại một điểm thì cũng giống như cường độ điện trường, nó cũng giống như lực vân vân, thì em sẽ dùng nguyên lý chồng chất thôi. Vậy thì cảm ứng từ B gây ra tại tâm O2 nó sẽ bằng là B1 cộng B2. Vậy thì nguyên lý chồng chất em đã học quá quen thuộc rồi. Vậy nếu cảm ứng từ hai cảm ứng từ mà cùng cùng chiều thì chúng ta cộng nó lại. Nếu hai cảm ứng từ ngược chiều thầy nói nguyên lý chồng chất nè, nhắc lại nữa. Từ trường cảm ứng cái cường độ điện trường em cũng đã học nhiều rồi, giờ cảm ứng từ y như vậy, nguyên lý chồng chất. Cảm ứng từ. Như vậy nguyên lý chồng chất nó nói gì? Tức là tại một điểm em sẽ có nhiều cảm ứng từ gây ra tại đó. Giả dụ ở đây thì có hai cảm ứng từ, đó là B1 và B2. Hai cảm ứng từ này nó hợp nhau góc alpha. Vậy thì chúng ta nhớ nguyên lý chồng chất nó nói là cảm ứng từ tại một điểm nó sẽ bằng tổng vector cảm ứng từ thành phần cộng lại. Giả dụ ở đây chúng ta xét cái trường hợp đó là gì? Xét trường hợp chỉ có hai cảm ứng từ thôi là B1, B2. Và chúng ta gọi alpha là góc hợp bởi B1, B2. Vậy chúng ta sẽ có công thức tổng quát để xác định độ lớn của cảm ứng từ B. B bình phương bằng gì quý? B bình phương bằng gì? Giống y chang cảm ứng cường độ điện trường. B1 cộng 7 rồi. Trường hợp đặc biệt nào nếu B1 cùng hướng với B2 hạ vi thì B bằng gì em? Hai cái B cùng hướng nè. Tức là cái góc alpha bằng 0. Vậy suy ra B bằng gì hả Vi? Alo. Sao vậy? Khánh Văn. Hai cảm ứng từ nó cùng hướng B bằng gì em? B bằng. Nếu ngược hướng. Ngược hướng thì góc bằng nhiêu? Rồi, như vậy B1 ngược hướng với B2 thì B bằng. Vuông góc. Nếu anh Rồi.
Nếu mà chúng ta có trường hợp đặc biệt nữa đó là gì? Đó là B1 bằng B2. Độ lớn á, B1 bằng B2. Vậy lúc này B bằng gì? Hai lần B1 nhân cos bằng phải chia 2. Đó ha, y chang cường độ điện trường, y chang lực luôn. Khác gì đâu. Rồi, đây người ta gọi là nguyên lý trồng chất. Nguyên lý trồng chất. Vậy thì quay lên cái phần bài tập. Thì các em sẽ thấy ở đây là tại cái tam mô 2 á, nó sẽ có hai cảm ứng từ. Một cảm ứng từ B do dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài gây ra. Cái thứ hai là một cảm ứng từ do dòng điện chạy qua dây dẫn tròn gây ra. Như vậy lúc này em thấy hai cảm ứng từ này là nó ngược hướng đúng không? Một thằng thì đâm vô, một thằng thì đâm ra. Như vậy lúc này em thấy nó cùng phương ngược hướng, em bỏ dấu vectơ luôn. Thì B của em bằng trị tuyệt đối của B1 trừ B2. Lúc này các em hãy đi tính, đó là B. B1 đi. Rồi, B1 lọc bằng mấy nào? Công thức. B1 bằng B1 là do dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài gây ra thằng này. Vậy bằng 2 10 mũ trừ 7 nhân y mấy? Y 1. R này là 4. À, mình đặt cái này là R1 đi. Rồi. Thấy số vô nào? 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y1 là 2. R1 thế bằng mấy em? 40 cm là nhiêu? Là nhiêu? Thế bằng mét. Thế bằng mét nha. Đó là 0,4 mét. Rồi các em bấm ra một con. Sau đó thì đi tính B2 nào. B2 thì đó là gì? Đó là cảm ứng từ do dòng điện I2 gây ra tại tâm. Thì em sẽ có công thức là 2B 10 mũ trừ 7 nhân cho I2 chia cho R2. Ở đây người ta không nói số vòng dây thì các em cứ cho nó là bằng 1 nha. Người ta không đề cập gì số vòng dây hết thì em cứ cho nó bằng 1. Vậy đây là bằng 2B nhân 10 mũ trừ 7 nhân I2, ở đây là 2 ampere, chia cho R2, đó là 20 cm, tức là 0,2. Rồi các em bấm ở đây ra bao nhiêu tesla đây. Đây ra bao nhiêu tesla, rồi em lấy hai thằng trừ nhau là xong. Đó là trường hợp thứ nhất. Và các em ở nhà các em sẽ làm tương tự. Đó là thầy có trường hợp thứ hai. Đó là thầy cố định chiều của dòng điện I1 và dòng điện I2 thì cho nó quay cùng chiều kim đồng hồ. Thì lúc này em sẽ thấy là hai cảm ứng từ B này nó cùng chiều. Vậy thì lúc này em cộng lại. Tại vì đề bài toán nó không hề cho em biết đó là chiều dòng điện chạy qua trong cái dây dẫn tròn là cái gì hết á. Đúng chưa? Rồi nha. Đó là xong bài đề ha. Và câu cuối cùng. Đạt. Alo. Đạt đâu rồi? Cái này dễ không? Không dễ hả? Có hiểu không? Không hiểu phải hỏi nha. Rồi, hình tiếp bài này. Hai dòng điện I1, I2 chạy trong hai dây dẫn thẳng dài song song. Vậy các em phải vẽ được hình. Thì thường á, thì dặn mấy em nè. Để mà người ta vẽ hai cái dây dẫn thẳng dài song song á, chúng ta hay có thói quen là chúng ta vẽ vậy đúng không? Là hai sợi dây dẫn dài song song. Nhưng mà mình vẽ như vậy á, mình rất là khó biểu diễn cảm ứng từ B. Nên chúng ta dễ nhất là các em hãy vẽ đó là gì? Vẽ theo cái kiểu là nó làm sao? Nó đâm vuông góc với ta. Tức là hai sợi dây điện em tưởng tượng là em đặt nó nằm ở trên bàn. Nó vuông góc với ta. Để em vẽ cảm ứng từ cho nó dễ. Đó, em tưởng tượng như thế này nè. Em vẽ hai cái sợi dây điện. Đó. Chứ thay vì chúng ta vẽ thẳng đứng đúng chút, chúng ta biểu diễn cái cảm ứng từ B khó lắm.
Khó hiểu lắm. Vậy ở đây mình nói là song song cách đều theo cùng một chiều. Như vậy giả dụ là thầy cho ở đây là dấu cộng hết đi, đúng không? Vậy ở đây là Y1 đang đi ra xa ta, Y2 cũng đang đi ra xa ta. Ở đây nên nói theo cùng một chiều thì em cứ cho cùng một chiều. Dù nó đi ra xa ta hay đi về phía ta thì kết quả bài toán không có gì khác hết á. Và hai sợi dây điện này nó cách nhau 50 xăng. Đó, nó cách nhau 50 cm. Và ta có là gì? Ta có là Y1 là bằng 3 A, Y2 là bằng 2 A, và em có là R là khoảng cách giữa hai sợi dây điện là 50 cm. Thì ta yêu cầu xác định những điểm mà ở đó cảm ứng từ B bằng 0, thì nó giống như cường độ điện trường thôi. Cảm ứng mà muốn xác định tại đó cảm ứng từ B tại đó bằng 0. Như vậy chúng ta hãy xét một điểm M bất kỳ. Xét một điểm M bất kỳ. Thì em sẽ thấy rằng là ở một điểm M nó nằm ở đâu đó ta không cần biết, thì ta sẽ thấy rằng một điểm M nó sẽ có hai cái cảm ứng từ B. Một là do thằng Y1 đi ra tại điểm M, cái thứ hai là do thằng Y2 gây ra tại điểm M. Như vậy lúc này em sẽ có là cảm ứng từ B tại điểm M. Nó sẽ bằng cảm ứng từ do cường độ dòng điện Y1 gây ra cộng cảm ứng từ B do cường độ dòng điện Y2 gây ra. Và nó nói cảm ứng từ B tại cái điểm đó phải bằng 0, vậy thì cho bằng 0. Vậy lúc này các em sẽ có vectơ cảm ứng từ B1 nó sẽ bằng trừ vectơ cảm ứng từ B2. Có nghĩa là hai vectơ này, cảm ứng từ B này nó phải sao? Nó phải cùng phương, ngược hướng và cùng độ lớn. Như vậy thì giống như cái cường độ điện trường là muốn cái cảm ứng từ nó bằng không. Thứ nhất nó phải sao? Nó phải nằm trên cái điểm đó, nó phải nằm trên cái đoạn nối hai cái dòng điện này nè. À, tức là cái điểm đó nó phải nằm ở đâu trên cái đoạn này nè. À, lúc này các em cứ tưởng tượng, em nào làm quen thì sẽ biết nó nằm trong hay nằm ngoài mà thôi. Chúng ta nhớ là gì? Thứ nhất là hai thằng này nó hai hai cái dòng điện này nó sao? Nó cùng chiều. Như vậy giả dụ em tưởng tượng là có một cái điểm M nó nằm ở bên trong đi, thì em sẽ thấy rằng là gì? Cái thằng Y1 sẽ gây ra tại cái điểm M này một cảm ứng từ B. Em dùng quy tắc nắm tay phải, em dùng quy tắc nắm tay phải thì em đưa cái ngón tay cái của em, cường độ dòng điện đang đi hướng đi xa ta, vậy em ngón tay phải em đi ra, ngón tay cái em đi ra bên ngoài, đúng không? Và lúc này em bốn ngón tay em bò xuống, như vậy có phải là ngay điểm M ở đây nè là cái cảm ứng từ B nó hướng hướng xuống, đúng chưa? Còn ở bên Y2 thì em sẽ thấy là gì? Cái dòng điện của em cũng đi hướng đi xa, như vậy ngón tay cái của chúng ta hãy đưa đó đi ra đâm vô cái màn hình, sau đó bốn ngón tay cái chúng ta quặp quặp thì chúng ta sẽ thấy là quặp bên phía bên kia thì từ trên xuống, nhưng mà đi qua phía M lại đi từ dưới lên. Như vậy chúng ta sẽ có B2 ta nằm đây. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Để cho cái cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M bằng không trong trường hợp hai sợi dây điện cùng chiều thì M nó phải nằm bên trong khoảng giữa hai sợi dây, khoảng giữa hai sợi dây, và cái điểm đó phải nằm trên cái đường nối của hai cái sợi dây điện. Còn em thử em lấy một điểm nằm bên ngoài coi, luôn luôn nó cùng gì, luôn luôn nó cùng chiều. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng muốn bằng không thì M phải nằm bên trong. Như vậy em hãy đi đặt là gì? Em hãy đi đặt ở con này là X. Vậy cái con còn lại nó sẽ là nhiêu? Nó sẽ là 50 cm, tức là 0,5 trừ trừ X. Thì lúc này các em sẽ đi tính bình thường. Đó là B1. Nó sẽ bằng gì? B1 nó sẽ bằng, đó là cảm ứng từ B do dòng điện chạy qua sợi dây dẫn thẳng dài. Vậy nó sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y1 chia cho R, đó là X. B2 nó sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho Y2 chia cho R là khoảng cách từ điểm M tới Y2, đó là 0,5 trừ X.
Và hai thằng này, đó chúng ta nói rồi là gì? Nó cùng khối và cùng độ lớn. Như vậy cảm ứng từ B bằng 0 khi và chỉ khi là B1 bằng B2. Vậy em tương đương đó là hai thằng này bằng nhau. Có nghĩa là 2 nhân 1 trừ 7 mất. Em có I1 chia X bằng I2 chia 0,5 trừ X. Thế số vặt. I1 chúng ta có là 3 bè, I2 là X. Nó sẽ bằng I2 đó là 2 bè chia cho 0,5 trừ X. Lúc này các em quy đồng lên, các em sẽ giải tìm X hoặc các em ấn Shift Sort là xong. Yeah. Như vậy đơn vị ở đây chúng ta đổi về mét đó. Các em nhấn Shift Sort là xong. Đây, đó là các toàn bộ các cái bài tập trong sách giáo khoa của em ngày hôm nay. Ta nhớ ha, hai dòng điện cùng chiều thì để cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm nó bằng không. Thứ nhất, điểm đó phải nằm trên đường nối hai cái sợi dây điện. Thứ hai, nó phải nằm bên trong. Còn nếu mà hai dòng điện ngược chiều, điểm đó phải nằm trên đường nối và nó sẽ nằm bên ngoài và nằm gần dòng điện nhỏ. Nó giống như cường độ điện trường E bằng không á, thì chúng ta sẽ thấy gì? Nếu mà hai cái điện tích nó cùng nhiệt, hai điện tích của nó em xét lực hay là cường độ điện trường vậy, thì em sẽ thấy muốn nó bằng không, nó cái điện nó nằm ngoài mà bằng không thì nó luôn luôn gần cái điện tích nhỏ. Thì này cũng vậy, nếu nó nằm ngoài hai cái dòng điện và muốn cái cảm ứng từ tổng hợp bằng không thì nó phải nằm gần cường độ dòng điện có cái độ lớn là nhỏ, nhớ ha. À, hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. À, thầy sẽ gửi cho các em một lượng bài tập. Alright. Bài tập liên quan tới gì? Liên quan tới nguyên lý chồng chất từ trường. Để chúng ta ở nhà chúng ta làm và buổi sau chúng ta sẽ dạy. Rồi nha. Nay chúng ta học có nhiêu đây nè. Gắn học bài nha mấy em. Rồi có gì hỏi không? Đọc. Alo.